Ông Bụt hiện lên hỏi, tại sao con khóc? Lạnh quá phải không? Suốt ngày khóc nhè thôi. Chị Tuấn lên đây chơi mà còn khóc nhè thế này thì chán lắm. Mất điện rồi. Sao lại mất điện? Chú làm cái kia cho mất điện. Mặt trời rất là đẹp đây này. Thấy không? Mặt trời sắp đi xuống núi rồi. Tuấn Hùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong cái cuộc hành trình tiếp theo thì Tuấn Hùng đang có mặt ở tại cái chỗ đất của chú Chiêu. Và chú Chiêu cũng đang thuê máy xúc xuống đây để đào ruộng cho chú ấy. Đấy. Và các bé ở đây thì rất là tò mò. Khi nhìn thấy máy xúc là chạy đi xem luôn. Đấy. Chú Chiêu của bé Thành hiện tại là đang vẫn đi xây ở bên điểm trường bên kia. Đấy, nên là đến đây là hôm nay là gặp chú Máy. Thành gọi bằng chú Máy nhỉ. Chú Máy là ông của bé Xanh. Bố mẹ sắp về chưa Xanh? Chưa. Chưa à? Bố mẹ con là đến Tết mới về à? Thế là cứ ngày ngày là đi về là giúp ông chăn trâu không? Giúp ông bà chăn trâu không? Có, sắp biết chăn trâu rồi. Đây là em trai đúng không? Em trai của Xanh nhỉ? Bé Toàn đâu rồi? Toàn đâu Thành? Nhà của chú Máy, tức là nhà của bé Xanh thì ở ngay bên chỗ cái rừng cái sa mộc này. Đấy, nhà chú Chiêu thì ngay trên này này các bạn này. Đấy. Còn bên này là nhà của chú Dùng, à chú gì nhỉ? Chú Sình. Đấy. Nhà của bác Sình nhé nhỉ. Phong gọi bằng bác Sình đúng không? Còn nhà của anh trai Phong thì tít trên kia. Còn nhà của bác Lử, bác Cả thì ở đây rồi. Đấy, hồi nhỏ là em Vàng, Bí Thư là sinh ra lớn lên ở nhà đấy. Điểm trường thì ngay bên này. Đó. Kia không gian 360 độ ở đây các bạn có thể nhìn thấy toàn là đồi núi thôi. Và những thửa ruộng bậc thang ở đây thì rất là dốc. Đấy. Còn đây là hai anh em lái máy. Và đưa máy lên đây cũng là gọi là một cái kỳ tích ấy các bạn ơi. Cho máy xúc lên được đến trên đỉnh núi này cũng là một cái kỳ tích. Đấy. Còn chú Máy là chú thứ tư nhỉ? Chú là thứ tư đúng không? Hay là ở nhà chú Máy nhỉ? Ngơ ngác. Thành như một con hiêu ngơ ngác. À con nai ngơ ngác. Hôm qua thì cháu gọi điện cho Phong. À Phong gọi điện cho cháu. Chào hai anh em nhá. Đưa được cả máy xúc lên tận như này à? Tí anh gặp tí nhỉ, để trao đổi một tí nhỉ. Xem anh muốn là san một cái quả núi ở trên này để làm một cái sân bay xem thế nào. Hôm qua thì cháu thấy Phong nó gọi điện cho cháu. Nó bảo là bé Thành bây giờ ở bên nhà chú Chiêu ấy. Là chú Chiêu còn hai thằng con trai mà nhỉ. Là ông Chiêu là phải lo cho hai thằng con trai nên là cũng rất là vất vả. Đấy, nên là sợ là không lo được cho bé Thành. Với lại Phong có nói là cái ngày bố còn sống ấy. Bố của Phong Thành tên là gì chú? Vãng. Vãng à? À. Thành anh trai của chú. Thì nghe nói là ngày xưa là ông Vãng ông chết ấy. Là ông Vãng với lại ông Chiêu với lại chú là không vào nhau, là hay chửi nhau lắm đúng không? Đúng. Tại sao lại hay chửi nhau? Làm cái gì? Thằng Vãng đấy làm cái gì nó nó khùng lắm. Nó khôn. Nó khôn quá. Mà chỗ nào đi chơi, chỗ nào đi chơi nó còn đi làm. Chỉ có vợ làm nhiều. À, vợ làm nhiều. Bây giờ thì ruộng nó không đào, chỉ có vợ đào thôi. Vợ đào thôi. Ruộng là vợ đào. Thế là sau ông Vãng chết là lý do vì gì, vì lý do gì mà mất đấy? Không biết, nó sát chết hai ba đình rồi. À. Nó uống rượu. Uống rượu à? Có một năm là sát đánh không đánh chạy, mình vắt đi sát không đánh chạy sát chết. À. Nhưng mà
đến khu chết để đứng nhà. Đi theo và đồng đồng muốn đi một tí dầu thế này thôi. Vâng. Bạt chán là bốn chán. Ba bốn chán. Đứng nhà thì chết. À, thế là đào cái ruộng ở dưới này là đào có ba thửa bé bé thế này mà 10 triệu rồi cả. Quê dân 10 triệu, đến 10 triệu đấy. 10 triệu đấy nhỉ. Đá nhiều, trên này là nhiều đá lắm. Với lại là đưa được máy xúc lên này là cũng gọi là ác rồi đấy. Đúng rồi. Thôi dân đào thì 10 triệu mình không đào đâu. Ồ, 10 triệu thì dân nó không đào được đâu, đào bao giờ mới xong được á. Bây giờ có máy rồi thì cũng phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhờ máy múc vào thôi. Thế là cái ngày đấy là bố của bé Thành là uống rượu, xong uống rượu nhiều quá là mới đi thôi nhỉ, mới tùa. Đúng rồi. Thế là hai cãi nhau quá. Đấy, không, nên là... Bao giờ đúng năm chết thì không cãi nhau đâu. Nó theo mình đi, mình theo mình đi làm thuê Trung Quốc. Nếu không theo ai cả, nó theo về với mình thôi. Thế tức là... Tức là ông ấy là đi theo chú đi. Đi sang Trung Quốc làm. Đi phát nương. Tại vì là hôm qua Phong cũng gọi điện cho cháu nói rằng là bây giờ ấy, đất đai của ông Vàng nhỉ. Ông bố là Vàng đúng không? Bố là Vàng. Bố Thành tên là Vàng đúng không? Phải ông Thành? Đúng rồi. Chưa chết thì... Là trước khi chết là cũng để cái phần ruộng đất cho hai anh em. Nhưng mà bây giờ hiện tại là đang đứng tên Phong hết. Tại vì bé Thành còn bé quá. Tên thì chắc đúng Vàng thôi. Cái khẩu ấy. Bia đỏ thì vẫn đứng tên Vàng thôi. Nhưng mà nghe nói là cái đợt đầu năm kia là đi sửa bia đỏ là đổi sang tên Phong hết rồi. Ồ, thế thì đổi. Đấy, bác Lử cũng lên để đo mà. Ra đổi thì ra từng đổi thì sát đúng. Chắc không đổi thì phải Vàng thôi. Vâng. Nên là hôm qua Phong có nói với cháu là bây giờ là ở với chú Chiêu thì ông Chiêu còn phải lo hai đứa con trai nữa. Nên là chú Chiêu đang đòi cái phần ruộng đất của bé Thành ấy, với lại con trâu của bé Thành về để chú Chiêu chăm. Đấy, Phong là Phong không đồng ý. Phong nói rằng là nếu mà lấy em trai đi bây giờ phải lo được cho nó. Chứ bây giờ mà đòi ruộng đất đi để làm luôn, để lấy luôn cái ruộng đất với lại con trâu của bé Thành là không đồng ý. Còn nếu mà tự cháu mà kêu gọi làm nhà được ấy thì vẫn làm trên đất mà bố bé Thành để cho là chỗ nền dưới nền nhà cũ đấy. Đấy thì mình làm nhà cho thì nó khác. Đấy thì Phong nói là ngày trước thì cùng bố em là hay chửi nhau lắm. Cùng ông Chiêu với lại chú máy nhỉ. Mấy năm sắp chết thì không cắn nhau à. Mấy năm sắp chết thì không. Những yếu thì nó bảo, đi làm thôi thì hủ theo thằng em cùng nhau đi rồi. Cái gì nặng thì cho em vắt tí. Hủ mình đi đào đi phát lương ở trong cũ đấy. Vâng. Đúng, theo mình nên là ý của Phong là không chú Chiêu còn phải còn hai thằng con trai mà. Nhưng mà chú máy thì còn có một thằng thôi đúng không? Một thằng. Bố của bé Xanh thôi đúng không? Là bây giờ hai vợ chồng nó đi làm ở công ty nhỉ? Đúng rồi, đi làm công ty. Đi làm công ty. Là còn mỗi có mỗi bé Xanh là bây giờ đang ở với ông bà thôi. Đấy. Bé Xanh giống bố hay giống mẹ? Giống mẹ. Giống mẹ à? Thế là không giống bố à? Không giống bố. Thế có giống ông không? Con có thấy con giống ông không? Không giống ông á? Ồ rồi. Nên là Phong có muốn nói là nếu mà ở nhà chú Chiêu còn lo cho hai thằng con kia là không lo được cho ông Thành, là muốn là chuyển thằng Thành sang ở nhà bác Lử. Hoặc là ở bên nhà chú gì đây nhỉ? Chú Sinh nhiều chú Sinh ấy. Nhiều trai ấy. Chú Sinh có nhiều con trai quá đúng không? Nhiều. Nên là không nuôi được. Còn chỗ nhà bác Lử thì bây giờ là hết rồi. Còn nhiều. Nhưng mà bác Lử thì hội Vàng với lại hội... thằng có thằng xì với lại hội San là tự ở hết rồi, tự lo được rồi, lớn rồi. Nhưng mà có hai thằng bốn thằng con trai bằng mấy thằng này đấy. Tráng ơi, không trèo lên đấy nhá, tí dây điện nó hở nó giật cho rơi xuống nhá Tráng nhá, không trèo lên đấy đâu. Cặp lên giật thằng. Nhưng mà bây giờ bác Lử là đang ở. Bác gái là vẫn còn mà nhỉ, bác gái bác trai còn hết. Đấy thì bây giờ là đang ở với lại San đúng không? Đang San ở với San thôi. Hai con trai. Nên là bé Thành mà cho sang đây ở thì cũng tốt thôi đúng không? Là lo được, bác Lử tốt mà. Bác Lử thì được. Bác Lử thì không vừa thì nó chửi, nhưng mà nó chửi xong thì... Thì thôi, không vừa là nó chửi thôi. Đấy, làm xấu mà làm không tốt mà dạy không được là chửi thôi. Đúng rồi.
Đấy, thì anh trai Phong có gọi điện cho cháu là nói là cho ở nhà bác Lử thì đồng ý, còn bây giờ ở nhà chú Chiêu thì còn hai thằng con trai còn nhỏ, bây giờ chú Chiêu vẫn phải lo ấy, nên là không lo được cho Chiêu bé Thành. thì tùy nó không biết, Chiêu thì cháu không nuôi được ấy. Không nuôi Chiêu được ấy. Nên là chắc là trước trước cho bé Thành ra ở nhà bác Lử. Thành trước đồng ý đi ở nhà bác Lử không? Ở với anh Sang không? Hả? có bao giờ nhắc gì ê lộn gì vậy Sang ở nhà bác Lử được không? là sao cái gì thắt thì nhau sao Cho con sang ở nhà bác Lử nhé. Xong là ở tạm ở đấy thôi, khi nào chú Tuấn giúp cho con làm nhà thì con tự về nhà con ở nhé. Nhưng mà biết nấu cơm nhá. mà làm được Thành. trước lấy vợ về làm về làm về ở làm Ê, đi thằng Thành này chắc chưa biết nấu cơm á, nấu cơm thành nồi cháo à. biết rồi Nấu cơm bao giờ chưa Thành? nấu rồi Trả lời chú Tuấn xem nào. nấu rồi Biết không có nấu cho cơm mát nhỉ? rồi nó sao có mát ít ra cho nó sao thì hay lù mà ui rất hay Ôi lù dồi, bên đấy đi chơi cái rêu nó dính vào mặt kia vẫn còn xanh lắm. Cái đấy ở nước à? ở trong Ở nước nước à Thành? trong Cái nước rêu xanh xanh ở trong nước đấy hả? đúng rồi Chú Tuấn nó đâu hỏi lại không trả lời đấy. Có lạnh không? Con mặc như thế có lạnh không? chả còn biết lệnh rồi trời cái này lệnh Có lạnh không Thành? Ô, chú Tuấn hỏi cũng thưa luôn á. Lạnh hay không phải nói gì. Để chú Tuấn cởi áo khoác, chú Tuấn ra khoác cho con. no Này, chú Tuấn bảo này mai này lớn lên xong là chú Tuấn mua một cái máy xúc kia đi lái máy cho chú Tuấn nhé. Nhé, chú Tuấn cho đi học lái máy nhé. Có biết lái máy xúc kia không? Cái máy xúc ở nhà em nhà chú Tuấn cho con mang về đâu ấy. Bây giờ phải tập lái cái máy bé đấy á nhỉ. Chắc là mai này lớn lên mới biết lái máy to kia nhỉ. Hỏi không thưa luôn. Không thèm thưa luôn. Sao khủng. Ô cả rất là nó ta luôn á. Thế theo theo chú máy thì cho bé Thành đi ở với nhà bác Lử là được thôi nhỉ. Ta được. Bác Lử là có tiếng nói hơn, đất đai rõ ràng hơn. Bác Lử thì dù nó còn ít nhưng mà Nó không hay uống rượu mấy đâu. dầu uống đấy Ừ. dầu uống đấy Gọi là có việc thì mới uống thôi chứ không phải là ngày nào cũng uống rượu, nghiện rượu. đúng rồi có khoảng 1 tháng 2 tháng nó đều uống một tí thôi Đúng rồi. bên này thì không nấu gì không có Nên là có lẽ là cháu phải gặp chú Chiêu nói chuyện với ông Chiêu là bây giờ còn lo cho hai thằng nữa, là không lo được cho bé Thành đâu, thì tạm thời cho ở nhà bác Lử, xong là hôm nào mà kêu gọi được giúp cho bé Thành làm nhà thì lúc đấy là cho bé Thành tự ở được nhỉ. Thành khác tự ở được thì thoáng tráng lên nấu cơm cho Thành nhặt rau nhỉ, xong cho Toàn rửa bát nhỉ, phân mỗi thằng một việc. Vâng thằng này theo Sao gái đầu ác thế Thành, có con cháy à? Có nhiều không? cát rồi Có nhiều con cháy không, hay là tại bạn ấy đi xe máy xúc là cát nó rơi vào đầu ấy? Đâu đâu, chú Tuấn xem nào. anh xem một số vỏ Có con cháy má. Ui Phải con cháy không? Chắc có đấy. Phải con cháy không Xanh? Phải không? Ui. Phải à? Thế bắt bắt Chú cháy cho mừng Thành đi, quá. Thành ngồi xuống đây để cho Tráng với Xanh bắt cháy cho. Nghe nào. Ui dồi, còn nhiều hơn bạn Thành nữa. Chúng mà chuẩn rồi là Tráng cũng có con cháy à? Xanh có không đấy? Xanh không có đâu. Ê. Xanh về nhà thì Đâu không ông xem ăn. đâu cháu Xanh xem nào. Có mấy cái kia phải trứng cháy không? Không có. Về nhà thì mình xem hết. Đây này. Đây này, chả con cháy con gì. Không. À, cái đấy bị xước. Tráng cũng có con cháy luôn. Còn nhiều hơn cả Thành nhá. Ai già. Thế mai thứ bảy nhỉ. Ngày kia chủ nhật phải đi chợ mua cái lược thôi nhỉ Thành nhỉ. Về Này, nhà thế có đi đi chợ mua lược không? về nhà Mai đi á? ông cho Nhưng mai thứ bảy mà. để vào trong Chủ nhật mới đi nhá. Chủ nhật chú Tuấn lên đón con nhá.
Chú Tuấn đón nhá. Đón đi chợ chơi nhá. Đi bắt con cá hôm nọ ấy, con cá ken coi ấy. Bắt một con mang về trên này nuôi nhỉ. Đò bên kia bao nhiêu tiền đấy? Đò cái nhà kia đấy, mình đấy. Xếp máy xúc ở đây. Đã bao nhiêu tiền hỏi? Còn đây là thợ lái máy thôi. Lương cứng tháng bao nhiêu em? Có tháng thì chục triệu, có tháng thì vài chục triệu đúng không? Đang định mua con Camry thì tự nhiên giật mình tỉnh giấc là phải đi lái máy rồi nhỉ? 5 giờ sáng rồi. Tối tìm một con gà, tối tìm một con gà, sáng một con gà. Thế là gặp chú lại quên mất rồi. Chú máy. Chú máy nói là cho bé Thành đi ở với bác Lử là ok. Thế còn bé Thành có muốn ở với bác Lử không? Con. Hả? Thành thì. Thành. Nói cái gì thì nó không nói. Nói gì mà nói đàng hoàng nói to to ấy. Đúng rồi, phải nói đàng hoàng nói to to như Tráng này, nói như con chim chà mào luôn. Nhỉ. Xanh thì nói cũng nhiều như một con chim sâu. Thì con cũng phải nói nhiều như một con chim sẻ chứ. Chẳng chịu nói gì cả. Cái mũi thì xước một miếng. Bên ấy trèo lên ngọn cây sao mộc sao mà cười tuét tuét ấy. Bây giờ chú Tuấn hỏi lại không thèm trả lời rồi. Không thèm thưa chú Tuấn rồi. Đi trèo cây nữa không? Chú Tuấn dẫn đi trèo cây nhá. Xanh có biết trèo cây không? Có. Con gái biết trèo cây á. Trèo giỏi như Tráng không? Tráng trèo nhanh lắm. Tráng mà trèo cây con khỉ con thua ấy nhỉ. Lạnh không Tráng? Không lạnh đâu á. Chú Tuấn thấy lạnh lắm. Về mặc áo khoác vào thôi nhỉ. Đi đi về đi. Đi lên trên kia chơi đi Thành. Ngủ lắm. Đi. Đi lên trên kia đi xem nền nhà đi. Ông Chiêu chưa về đó. Hả? Ông Chiêu á? Phải giọng ông Chiêu không? Không phải đâu chứ. Giọng của thằng ấy đây. Giọng con trai của ông Chiêu đây. Nền này to đấy. Cao 2 mét này, nhiều đất, nhiều đá lắm. Anh, hôm nay em lên đây thì anh cũng muốn hỏi em tí, nếu mà anh muốn san một cái nền nhà ở đây thì em cho anh xem là cái lời tư vấn phát. Ai lại trèo cây này đấy? Tráng à? Tráng trèo lên ngọn cây sa mộc làm gì ấy? Hả? Tráng trèo lên đấy làm gì ấy? Cẩn thận ngã nhá con. Nhiều đất ấy. Toàn đá này. Mày biết có nhiều đá không? Đất ở đây thì làm đá lắm. Đấy, anh muốn là san từ chỗ cái cây lê này này. Rồi. Lên chỗ cây mận kia hắt hết sang đến bụi tre bên kia. San bằng mặt đường này. Chỗ này nhiều đất ấy, mới hơn 2.000 khối ấy nhỉ. Đây con đang đào hai thử ruộng này. Hai thử ruộng dưới này á? À? Hai thử ruộng dưới này của ai đấy? Đất của ai? Của Thành á? Ôi dồi, nếu mà đào hai thử ruộng dưới này thì bao nhiêu tiền? Còn lấp ruộng nhà nó hết thì còn ăn cái gì nữa? Đá nghèo lại còn đi lấp ruộng nữa thì hỏng. Đây em thử tính cho anh, nếu mà cái khối lượng với đất đá như thế này đào cái nền như anh tính đấy, cho nó bằng mặt đường này thì wow. Nó khoảng bao nhiêu mấy chục khối đất?
Chết. Mấy nghìn khối. mấy nghìn khối. Hết khoảng bao nhiêu tiền nếu mà theo chỗ cái tính toán đấy? Nếu mà làm ấy, theo tôi chỗ này nó phải rơi vào tầm khoảng 27 triệu, 26 triệu đấy, tầm đấy. Bởi vì san được một cái nền nhà đấy. Đúng rồi. Bởi vì số lượng đất nó cũng nhiều. Nó phải trên hơn 2.000 khối rồi mà đá nó nhiều thế này. Đúng rồi. Đúng rồi, đấy đấy. Từ cái bụi chuối đấy đi mà. Đào hết xuống mà. Vâng. Đến những bụi cây cỏ voi phía xa xa tốt tốt kìa. Đúng rồi. Rát bụi tre kia xuống. Ô chỗ đấy đá nhiều lắm. Không bế đâu, to. Hôm qua cháu vừa nãy cháu xem rồi. Đấy theo cái cây lê này lên thôi. Nó còn phải mở đường từ đây ô tô còn vào trong đấy mà chỗ này phải tỉa ra nó còn quay đầu ấy. Bằng mặt đường này thì chui từ đây vào rồi. Đúng rồi, bằng mặt đường này phải chui máy từ đây vào đấy. Đúng rồi. Đấy, số lượng nó cũng nhiều thì nếu mà anh đào thì em nếu mà đào nó khoảng bằng đấy. Vâng. Em lấy tầm 27 triệu. Chỗ này em phải mất tầm khoảng 2 tầm 2 ngày à? Không, hai mấy ngày đấy. Hai mươi mấy ngày. Cái này ít nó cũng phải tầm 25 26 ngày. Ít nhất. Mẹ còn gặp đá kia chưa biết đâu. Số lượng nó nhiều này. 2 ngày mà xuống được cái chỗ đất này thì. Ở đây nói chung là đất ở đây nhiều đá quá. Nhiều đá với lại đường. Ở bên này ở chỗ cái khe suối này thì toàn đá tảng thôi, nhưng mà ở bên đấy là chả biết có đá không. Đây này. Đây, bên kia nó toàn đá đây, tảng. Đây các bạn nhìn thấy đây toàn cái loại đá đen này thôi. Nó thành tảng tảng như thế này này. Toàn cái loại đá đen này. Ô nếu mà gặp tảng đá to thì nổ mìn đó nhỉ. À máy xúc nó có cái đục mà nhỉ. Vâng. Ôi nói chung là cũng tốn công lắm. Mình phải này là quánh gọi là nếu mà hợp đồng san ủi mặt bằng chỗ này làm cái nền nhà là năm ăn năm thua ấy nhỉ. Gặp đá tảng là việc của em đúng không? Vâng. Thì tiền nó vẫn bằng đấy đúng không? Vâng. Chấp nhận mang đục lên đục thôi. Rồi thế thì anh sẽ tính toán xong là có gì thì anh muốn là khởi công làm cho bé Thành cái nền nhà ở đây. Vâng. Thì ít nhất thì anh cũng phải làm việc chỗ anh trai của nó với lại các chú các bác, khi mà thỏa thuận xong được ấy anh cho trước mắt anh cho đào cái nền nhà đây, làm thấp bằng mặt đường mai này có làm nhà chuyển vật liệu nó cũng dễ hơn nhỉ. Chú Sinh nhỉ, à chú Máy nhỉ, thì khi chuyển vật liệu nó dễ hơn. Đấy. Ở cửa nhà này từ bên dưới đường này cứ trồng thành cái hàng cây sa mộc này đi là đẹp đấy. Dự kiến san ủi hết chỗ này nó khoảng độ mấy nghìn khối thì nó cũng rơi vào khoảng độ hơn 20 triệu, gần 30 triệu. Nhưng chỗ này nếu mà có đá tảng thì tùy máy xúc thôi. Tuấn Hùng sẽ xem là cái kinh phí nếu mà mình bỏ ra để giúp bé Thành san một cái nền nhà ở đây thì Tuấn sẽ cho máy san. Nếu mà anh hỏi chỗ anh trai với hỏi các chú Lử với lại hỏi chú xem nào, hỏi bác Lử này, hỏi chỗ anh Phong này đấy, hỏi cả ông Chiêu nữa, giáp đất nhà ông Chiêu mà đấy, cả chú Máy ở đây nữa thì nếu mà san là cháu là cho san luôn đấy. Để trước mắt là cứ san cho bé Thành cái nền nhà, nếu mà có được kinh phí làm nhà luôn mà trước Tết là cháu cũng triển khai làm luôn đấy. Đấy, tức là muốn làm cho bé Thành thì nó khắc tự ở riêng, nó khắc tự có nhà thì nó không đi ngủ lang thang được nữa. Đấy, nó tự có nhà, nó tự cầm chìa khóa mà. Là nó tự về nhà nó ngủ, lúc đấy là không phải lo. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Tạm thời là nếu mà khi có nhà rồi thì nó không đi lang thang nữa. Đấy là cái điều mà cháu mong muốn cho bé Thành nó. Vâng, vâng. Đấy. Thì hôm nay cái anh lái máy xúc lên đây thì Tuấn Đông cũng trao đổi rồi. Chỗ này thì anh bảo là hết khoảng độ 27 triệu. Nếu mà san hết thành một cái nền nhà bằng cái mặt đường. Mấy nghìn khối đất đá ở đây thì nếu mà gặp đá tảng to thì tùy thôi nhỉ. Nhận rồi máy khác tự làm đúng không? Đấy, mình san một cái nền nhà cho bé Thành ở đây. Nếu mà không có gì thay đổi thì Tuấn sẽ triển khai đẩy nhanh cái vấn đề này trước Tết luôn, làm luôn cho bé Thành. Cũng mong sao là quý vị khán giả cũng cho Tuấn những cái lời khuyên và tư vấn
để làm như thế nào mà có thể là hợp lý nhất cái nguồn tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bé Thành. Đấy, hiện tại là đang được 50 triệu rồi. Nếu mà sàn cái nền này khoảng độ 27 triệu thì còn khoảng độ 23 triệu nữa thì sẽ kêu gọi thêm. Xong sau đó là sẽ xây cho bé Thành cái nhà. Tại vì đây là đường ô tô này các bạn ơi. Đường này là đường ô tô, là ô tô có thể chở vật liệu lên đến đây được. Đấy. Đường rất là rộng. Nên là khi chở đến đây tập kết vật liệu ở đây là có thể là triển khai xây nhà luôn, thuê thợ làm luôn. Đấy. Nếu mà có đủ được cái nguồn lực, được Mạnh Thường Quân đồng hành hỗ trợ làm nhà cho bé Thành thì làm ngay trước Tết làm được luôn. Tết năm nay bé Thành sẽ có một cái ngôi nhà mới, triển khai nhanh, thuê thợ làm nhanh. Để nhanh tiến độ thì tôi nghĩ là cũng nhanh thôi. Đấy là cái mong muốn và cái mơ ước để hỗ trợ cho bé Thành. Thì lúc đấy là anh trai với lại chị dâu cũng không thể bắt bé Thành sang bên kia được. Bé Thành tự có nhà riêng rồi. Đấy, chú Chiêu cũng không phải phụ thuộc vào chú Chiêu nữa. Chú Chiêu khác tự lo cho con trai rồi. Và khi bé Thành ở đây thì có các chú, các anh, các chị sẽ phải luôn luôn quan tâm đến cháu Thành. Và cháu khi cháu khác ở nhà như thế này thì có thể nhờ đến cả bạn Tráng, bạn Toàn. Lên buổi tối là lên ngủ cùng thôi, làm bạn. Đấy. Còn đối với con trâu của bé Thành thì tạm thời là nếu ở bên kia mà anh Phong mà chị dâu mà nói rằng là chăn trâu mà vất vả quá thì bán con trâu đấy đi. Xong là mở một cái quyển sổ tiết kiệm cho bé Thành. Khi bé Thành đủ 18 thì mình sẽ để cho bé Thành sử dụng cái nguồn tiền đó. Đấy, đấy là cái mong muốn nếu mà anh Phong với chị dâu mà đồng ý. Còn nếu để con trâu sang bên này bé Thành mà ở đây một mình cũng không thể tự chăn được. Ừ, đấy thì cái tình hình như thế thôi. Anh hôm nay em lên đây thì anh cũng muốn hỏi xem là cái nền này nếu mà san ủi thì với cái lượng đất đai, đất đá mà san ủi ra để được một cái nền nhà đấy, nó chỉ cao hơn mặt đường chính này khoảng độ 30-40 phân thôi. Đấy, để mai này nếu họ tôn đường lên, đổ nhựa, giải nhựa các thứ thì nhà mình vẫn cao hơn mặt đường một chút là được rồi. Nếu mà san hết chỗ này khoảng bằng đấy tiền thì anh sẽ trả lời em trong vòng khoảng sớm nhất là thứ hai này. Tức là khoảng 3 ngày nữa anh sẽ trả lời em. 2 ngày thôi, khoảng 2 ngày nữa. Anh hỏi ý kiến chỗ anh trai của bé Thành xem đó. Không sợ mai này lại vào tranh chấp ấy. Đấy, khi mà được san rồi ấy, thì anh sẽ làm cùng em hợp đồng để san ủi chỗ này. Gặp đá tảng thì việc của em nhỉ. Đấy, thì hôm nay cũng lên đây thì cũng chỉ cần anh muốn biết cái giá cả khi mà san cái nền nhà này nó khoảng bao nhiêu tiền thôi. Còn nếu mà khi mà triển khai thì anh sẽ điện cho em. Tí em cho anh xin số điện thoại nhé. Không là có gì anh sẽ điện cho em. Đấy. Chỗ này anh cũng sợ là gặp đất tảng lắm ấy. Tại vì ở đây, cái đất ở đây đặc thù nó là đá. Đây, đây đây mình có thể nhìn thấy đá luôn này. Đúng không? À, chỗ loại đá này là khó sơi đấy nhỉ. À, các bạn có thể nhìn thấy đây toàn là đá này. Tảng luôn này. Thôi nếu mà cứ hợp đồng thì hợp đồng thế thôi nhỉ. Anh sẽ hỏi qua chỗ anh trai với hỏi qua các bác, các chú ở trong gia đình của bé Thành khi mà xác nhận cái đất này là để lại cho bé Cành, bé Thành thừa kế, thừa hưởng ấy, thì anh sẽ cho san luôn. Xong mai này sẽ làm nhà cho bé ở đây. Bây giờ đi về thôi nhỉ. Ừ. Anh cũng chuẩn bị hạ sơn thôi. Trời chiều rồi. Vậy là chiều nay thì Tuấn Đồng cũng trao đổi với lại chỗ các bác, các em lái máy xúc. Đấy, để san ủi được cái nền này thì nó cũng rơi vào khoảng 27 triệu. Đấy là dự tính thôi. Thấp hơn thì càng tốt. Nếu mà gặp đặc thẳng mà các em ấy lại đòi tăng lên là cũng không biết được. Cứ làm hợp đồng thôi nhỉ. Bây giờ thì cũng trời chiều rồi. Tuấn Đồng đối với cái việc san ủi cái nền nhà cho bé Thành thì Tuấn sẽ trao đổi với lại chỗ anh trai của bé Thành. Vì bản thân bây giờ đất của bé Thành là do Phong đang làm thủ tục đứng tên. Trước đây thì vẫn đứng tên bố rồi, nhưng bố mất được 7 năm rồi, bây giờ mới đang làm thủ tục đổi ra tên của Phong. Đấy. Còn các bác Lử này, các chú ở trong nhà, chú Chiêu, chú Máy hay là bác Sình thì cũng sẽ phải đến để có đồng ý cho để làm nền nhà cho bé Thành ở đây hay không. Và mai này bé Thành có được quyền thừa kế cái mảnh đất này để Tuấn Đồng kêu gọi xây cho bé Thành một ngôi nhà ở đây không thì sẽ phải hỏi rõ các bác và mời địa chính nông nghiệp xã lên để
làm cái biên bản thỏa thuận cam kết cái mảnh đất này, sau khi bé Thành đủ 18 tuổi sẽ chuyển nhượng bàn giao cho bé Thành sử dụng. Đó thì mình mới tiến hành để san ủi và mai này sẽ làm nền nhà cho bé Thành. Bây giờ cũng đã muộn rồi, Tuấn Hùng xin kết thúc video này ở đây và di chuyển đi về thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Các bạn theo dõi video và theo dõi hoàn cảnh của bé Thành thì hãy cho Tuấn những lời khuyên để Tuấn có thể định được hướng đi và giúp đỡ cho bé Thành có được cái cuộc sống tốt nhất và có được những cái điều mà quý vị khán giả luôn luôn quan tâm và hỗ trợ cho bé Thành tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.